Trong những năm gần đây, bóng đá trẻ Việt Nam đang có những bước đi đúng hướng để tạo ra một nền tảng vững chắc nhằm nâng tầm cả một nền bóng đá. Từ tấm huy chương vàng SEA Games đến thành tích vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đang là lá cờ đầu với rất nhiều những gương mặt tiềm năng để trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, ở những cấp độ trẻ hơn, chúng ta có những U17, U19 hay U20 sở hữu những thành tích khiến những đối thủ trong khu vực Đông Nam Á phải ghen tị. Từ năm 2016 đến nay, U16 và U19 Việt Nam đều xuất sắc vượt qua vòng loại châu Á, trong khi U20 Việt Nam cũng sẽ góp mặt ở vòng chung kết U20 châu Á vào đầu năm tới. Nhắc đến U20 Việt Nam, người hâm mộ sẽ không thể quên ký ức đẹp trên đất Hàn Quốc vào năm 2017 khi thế hệ của Quang Hải, Hoàng Đức có lần đầu tiên dự World Cup dưới cấp độ những cầu thủ trẻ. Dẫu cho hành trình năm đó kết thúc với không chiến thắng, không bàn thắng và chỉ một điểm có được, nhưng đó vẫn là mảnh ký ức đẹp đẽ của bóng đá Việt Nam và người hâm mộ. Vì vậy, mỗi khi giai đoạn vòng loại của U20 châu Á bắt đầu, chúng ta luôn đặt mục tiêu sẽ tái hiện thành tích đó, dù nó không hề dễ dàng một chút nào. Chúng ta từng có những sự chuẩn bị rất kỹ càng để thế hệ đàn em của những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu có thể tiếp bước người đàn anh. Đáng tiếc là giải đấu diễn ra 4 năm sau đó đã bị hủy bỏ bởi đại dịch Covid-19. Cuối cùng, vòng chung kết U20 thế giới được rời sang năm 2023, nơi mà đội tuyển Việt Nam đang cố gắng cho một tấm vé góp mặt ở Indonesia vào năm sau. Hành trình ấy sẽ không hề dễ dàng nếu nhìn vào kết quả bốc thăm chia bảng vừa diễn ra vào chiều qua. Những lá thăm may rủi đã đưa chúng ta đối đầu với những tử thần gồm Iran, Qatar và Australia. Đây thực sự là bảng đấu không ai mong muốn sẽ xuất hiện, nhưng cuối cùng những khó khăn đã đổ dồn lên vai thầy trò huấn luyện viên Đình Thế Nam. Thực tế thì Khuất Văn Khang và các đồng đội đã trải qua một vòng loại U20 châu Á không mấy dễ dàng, dù rơi vào bảng đấu được đánh giá là vừa với khả năng. Chúng ta đụng độ Timor Leste, Hồng Kông và đội chủ nhà của vòng chung kết World Cup, đối thủ Indonesia. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đặt ra chắc chắn là ngôi đầu bảng, vì chỉ có vị trí này mới giúp U20 Việt Nam có một suất trực tiếp vào vòng chung kết U20 châu Á. Chúng ta có sự khởi đầu như ý muốn với những chiến thắng đậm trước hai đối thủ yếu hơn. Đó là điều đã được dự đoán từ trước bởi U20 Việt Nam sẽ cạnh tranh một trong hai vị trí đầu bảng với U20 Indonesia. Chỉ tiếc là mọi chuyện đã không đi theo ý muốn của Khuất Văn Khang. Đó là màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và chỉ được định đoạt bởi những sai lầm cá nhân. Đáng tiếc là sai lầm cá nhân ấy lại thuộc về một cầu thủ bên phía U20 Việt Nam. Thủ thành Cao Văn Bình trong một pha bóng phán đoán sai tình huống đã để bóng lăn thẳng về cầu môn, tạo điều kiện để Rabani ghi bàn ấn định tỷ số 3-2. Chiến thắng ấy giúp các cầu thủ trẻ từ xứ sở Vạn Đảo đứng nhất bảng F với thành tích toàn thắng cả 3 trận và giành một suất dự U23 châu Á ở Uzbekistan. Trong khi đó, U20 Việt Nam chấp nhận đứng thứ hai và giành suất đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Dẫu vậy, việc lọt vào vòng chung kết U23 châu Á bằng cửa phụ cũng khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy lo lắng cho hành trình lần này. Chúng ta cần phải cải thiện rất nhiều về mặt thế trận, đặc biệt là ở tuyến phòng ngự. Trong khi đó, vấn đề về thể lực của các cầu thủ cũng là câu chuyện cần lưu tâm. Vì trước một đối thủ có lối đá áp sát rất rát, U20 Việt Nam có vẻ bị xuống thể lực tương đối nhanh. Những gạch đầu dòng đáng lưu ý đó cần phải cải thiện rất sớm bởi chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Nhất là những đối thủ ở bảng đấu này đều đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Cần biết rằng những lá thăm không may mắn đã đưa chúng ta vào bảng đấu bất ngờ, không tính những đội tuyển từ nhóm hạt giống số 1 như Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc hay Uzbekistan vì trình độ họ đều tương đương nhau. Nhóm hạt giống số 2 có những đội tuyển như Tajikistan hay Indonesia có vẻ vừa miếng hơn với U20 Việt Nam rất nhiều. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã không may đụng độ đối thủ đáng ngại nhất của nhóm 4 là U20 Iran. Đây là đội bóng từng 4 lần lên ngôi vô địch châu Á từ những năm 70 của thế kỷ trước. Bên cạnh đó, Iran luôn là đội bóng hàng đầu châu lục và luôn có những thế hệ kế cận đủ chất lượng để duy trì đỉnh cao này. Ở giai đoạn vòng loại U20 châu Á, Iran thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở bảng đấu có sự xuất hiện của UAE, Brunei và Kyrgyzstan. Họ thắng cả 3 trận ghi 11 bàn thắng và thậm chí còn chẳng phải nhận bàn thua nào. Trong khi đó, U20 Australia, đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 2, cũng từng vào đếm bán kết của vòng chung kết U20 châu Á vào các năm 2008 và 2012. Trước đó, họ từng lên ngôi Á quân vào năm 2010. Với một nền bóng đá được đào tạo bài bản và mang thiên hướng châu Âu, các cấp độ bóng đá trẻ từ xứ sở chuột túi vẫn luôn là thử thách với bất kỳ đối thủ nào phải đụng độ với họ. Vì vậy, không bất ngờ khi U20 Australia giành 3 chiến thắng liên tiếp tại bảng H vòng loại với 9 bàn thắng và chỉ để thua 2 bàn sau 3 lượt trận. Đối thủ đáng ngại nhất của U20 Việt Nam chắc chắn là đội bóng hạt giống số 1 U20 Qatar. Họ từng đăng quang trước vô địch vào năm 2014 và lọt vào đến bán kết ở năm 2018. Để đến với vòng chung kết lần này, U20 Qatar không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua bảng đấu của mình.
Công bằng mà nói, những gì đội bóng từ nước chủ nhà World Cup 2022 phải trải qua ở giai đoạn vòng bảng là tương đối dễ dàng. Ở bảng B, với 5 đội tuyển thì chỉ có Bahrain còn được coi là đủ khả năng để thách thức. Nhưng cuối cùng U20 Bahrain cũng bị U20 Qatar giải quyết gọn gàng với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối cùng. Giống như tất cả những vòng chung kết khác, giải U20 châu Á sẽ chọn 2 đội bóng đứng đầu mỗi bảng để vào thi đấu ở trận tứ kết. Còn nếu muốn xuất hiện ở kỳ World Cup U20 năm sau, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ phải vượt qua nốt vòng tứ kết và góp mặt ở vòng đấu 4 đội mạnh nhất. Theo lịch thi đấu được sắp xếp, chúng ta sẽ chạm trán với đối thủ U20 Australia ở trận mở màn, gặp U20 Qatar ở lượt trận thứ hai và U20 Iran ở lượt trận cuối cùng. Trong kịch bản đẹp nhất, không nói đến câu chuyện giành chiến thắng, chỉ cần U20 Việt Nam có được ít nhất 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, mọi thứ sẽ rất khả quan. Chúng ta sẽ chỉ phải gặp đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 4 là U20 Iran ở lượt trận cuối cùng, khi đó những chiến binh sao vàng sẽ nắm trong tay quyền tự quyết. Còn nếu trong kịch bản tệ nhất có thể xảy ra, U20 Việt Nam để thất bại ở cả 2 lượt trận đầu tiên, chúng ta có giành chiến thắng ở lượt trận cuối cùng cũng không thể đi tiếp. Sau khi biết được kết quả bốc thăm, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho rằng một khi đã vào đến vòng chung kết, tức là chúng ta phải chấp nhận tất cả các đối thủ đều khó chơi. Bảng đấu của U20 Việt Nam cũng sở hữu những đội bóng có trình độ chuyên môn cao hơn, thể lực vượt trội hơn so với chúng ta. Dù vậy, vị chiến lược gia này cũng cho rằng trong bóng đá, không phải cứ đội được đánh giá cao hơn là sẽ giành chiến thắng. U20 Việt Nam có vũ khí từ sức mạnh tập thể, từ khát khao chiến đấu. Bên cạnh đó, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, và nếu U20 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt về mặt nhân sự, chúng ta có thể tạo nên những bất ngờ. Những chia sẻ của huấn luyện viên Đinh Thế Nam là hoàn toàn chính xác, bởi bóng đá ở những cấp độ trẻ là sự hội tụ của những điều thú vị và bất ngờ. Trong một ngày đẹp trời, chàng David hoàn toàn có thể quật ngã gã khổng lồ Goliath. Bóng đá Việt Nam đã không ít lần trải qua những cảm xúc thăng hoa như vậy, đặc biệt là những cấp độ trẻ. Điều quan trọng nhất chính là sự chuẩn bị. U20 Việt Nam đang có trong tay một số những gương mặt triển vọng, trong đó có tiền vệ Khuất Văn Khang, Văn Trường hay Thanh Nhàn. Trong đó, Văn Khang hay Thanh Nhàn từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ở đợt trận giao hữu tháng 9 vừa qua. Trong đó, Văn Khang là người ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Singapore để góp phần vào chiến thắng đậm đà của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều đáng nói đó là lần đầu tiên chàng trai này được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Và nếu trong thời khắc quan trọng nhất, cao thủ U20 Việt Nam có đôi chút nao núng, hãy nhớ về những đàn anh của họ. Vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam cũng nằm chung bảng với U23 Qatar và U23 Australia. Chúng ta đều từng nghĩ đến những điều bi quan về số phận của Quang Hải và các đồng đội. Để rồi cuối cùng, hai trong số những đội bóng hàng đầu châu lục đều đã làm nền trong miền ký ức thật đẹp của bóng đá trẻ nước nhà. Nếu có điều gì rút ra từ những trận đấu đó thì tinh thần chiến đấu, khát khao cống hiến và sự đoàn kết chính là thứ vũ khí mạnh nhất của tất cả các cấp độ bóng đá Việt Nam. Nếu điều đó được thể hiện một lần nữa thì mục tiêu vượt qua vòng bảng U20 châu Á hoàn toàn có thể xảy ra. Pre-order tập 1 Bí ẩn Ozone, bạn sẽ nhận ngay một phần quà từ bình luận viên Anh Quân với một tấm postcard mang âm hưởng của World Cup 2022, với việc những nhân vật chính của bộ truyện này sẽ mặc các bộ áo đấu mà bạn thích. Và tất nhiên có cả một lời tri ân từ bình luận viên Anh Quân nữa. Tại sao không pre-order ngay nhỉ? Chỉ có 333 cuốn đầu tiên có điều đó mà thôi.